Thưa quý vị, giới chức Ukraine mới đây cho biết binh sĩ nước này tại Mariupol sẽ chiến đấu đến cùng, bất chấp Nga kêu gọi họ đầu hàng. Bộ Quốc phòng Nga ngày 17 tháng 4 nói rằng giới chức Ukraine cấm đàm phán đầu hàng và lệnh cho các phần tử phát xít Azov bắn bất cứ binh sĩ Ukraine và lính tình nguyện nào ở Mariupol muốn hạ vũ khí. Trước đó một ngày, cơ quan này kêu gọi binh sĩ Ukraine và lính tình nguyện nước ngoài còn lại ở Mariupol ra đầu hàng. Các binh sĩ Ukraine đầu hàng trước đó nói có tới 400 lính tình nguyện nước ngoài đang bị bao vây ở nhà máy gang thép Azovstal, đa số là công dân các quốc gia châu Âu và Canada. Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo sẽ tiêu diệt tất cả lính tình nguyện nước ngoài nếu họ kháng cự. Cố vấn thị trường Mariupol Petro Andriushchenko ngày 17 tháng 4 bác tối hậu thư của Nga và thông báo lực lượng phòng thủ Ukraine tiếp tục tổ chức phòng ngự. Thủ tướng Ukraine Denis Mihha cùng ngày nói lực lượng nước này vẫn còn trong thành phố Mariupol và họ sẽ chiến đấu đến cùng. Không, Mariupol vẫn chưa thất thủ. Lực lượng của chúng tôi vẫn còn đó, họ sẽ chiến đấu tới cùng. Hiện tại quân đội Ukraine vẫn đang ở Mariupol. Nói về tình hình ở Mariupol, Tổng thống Zelensky bày tỏ lòng biết ơn với lực lượng Ukraine đã chiến đấu kiên cường. Tuy nhiên, ông nói tình hình ở Mariupol rất khó được cải thiện. Ông cho biết Ukraine sẽ cố gắng đàm phán với Nga về Mariupol. Tuy nhiên, hy vọng đàm phán thành công là rất mong manh. Tình hình là Mariupol gần như không thể phá vây được. Lực lượng của chúng tôi bị bao vây, nhiều người bị thương và đã thiệt mạng. Bên cạnh đó là một thảm họa nhân đạo khi Mariupol đang rơi vào cảnh thiếu lương thực, nước uống, thuốc men gần như bằng không. Lực lượng ở Mariupol đã chiến đấu rất kiên cường. Chúng tôi biết ơn họ về điều đó. Tuy nhiên, lòng biết ơn là không đủ. Hiện chúng tôi đang xây dựng một loạt kế hoạch và tiến trình thương lượng đang được tiến hành. Tuy nhiên, thành thật mà nói, tôi không tin sẽ có tiến triển gì với đoàn đàm phán Nga về Mariupol. Tôi nghĩ khi giao tranh kết thúc, chúng ta mới có thể nghĩ tới đàm phán ngoại giao. Họ muốn ngoại giao trong khi chiến sự vẫn tiếp diễn. Họ kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ của chúng tôi để gây áp lực. Đó không phải ngoại giao. Vậy thì tại sao hai bên lại phải gặp nhau? Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Ukraine chịu tổn thất không thể cứu vãn khi mất hơn 23.300 binh sĩ sau gần 2 tháng giao tranh. Riêng tại thành phố Mariupol, Ukraine mất hơn 4.000 binh sĩ và lính tình nguyện nước ngoài cùng thành viên hai tiểu đoàn cực hữu Azov và Aider. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định họ đã thu tài liệu chứng minh số liệu và sẽ sớm công bố chúng. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenko nói Tổng thống Volodymyr Zelensky che giấu quy mô thiệt hại của lực lượng Ukraine và sợ phải nói với dân chúng về số binh sĩ đã thiệt mạng. Theo nhận định của Thống đốc vùng Donetsk mới đây, thành phố cảng chiến lược Mariupol ở miền nam Ukraine đã bị lực lượng Nga xóa sổ khỏi trái đất. Thống đốc vùng Donetsk Pavlo Kirilenko ngày 15 tháng 4 cho hay quân đội Ukraine vẫn đang kiên cường bảo vệ Mariupol trước các trận oanh tạc của lực lượng Nga vào thành phố ven biển Azov dù thành phố đã bị xóa sổ khỏi trái đất. Theo ông Kirilenko, Nga không thể chiếm thành phố Mariupol. Nga có thể chiếm vùng đất mà Mariupol từng tọa lạc nhưng thành phố Mariupol thì không còn nữa. Theo đó, quân đội Nga đã bảo vệ Mariupol hơn một tháng và hiện kiểm soát một phần thành phố. Người dân tại đây sống trong cảnh thiếu thốn lương thực, nước ngọt, khí sưởi và viện trợ nhân đạo. Giới phân tích dự đoán Mariupol có thể trở thành thành phố lớn đầu tiên của Ukraine thất thủ vào tuần tới. Chiếm Mariupol sẽ giúp Nga kiểm soát khu vực duyên hải biển Azov và làm cầu nối trên bộ giữa khu vực phía đông Ukraine do phe ly khai nắm giữ và bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập năm 2014. Alexander Motuzyany, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 15 tháng 4 cho hay, tình hình Mariupol đang rất phức tạp. Ông cho biết Nga đang tập trung tấn công các khu công nghiệp và cảng Mariupol. Các lực lượng Nga cũng tăng cường pháo kích và lần đầu sử dụng máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 để oanh tạc thành phố. Tuy nhiên, theo vị phát ngôn viên này, phía Nga hiện vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được thành phố. Liên Hợp Quốc liên tục kêu gọi Nga và Ukraine hợp tác mở hành lang nhân đạo, đưa dân thường khỏi thành phố an toàn.
các cơ quan nhân đạo đã mở thành công một số hành lang nhân đạo. Khoảng 100.000 người được cho là vẫn mắc kẹt bên trong thành phố, có dân số 450.000 người trước khi cuộc xung đột bùng nổ. Thị trưởng Mariupol Vadim Bochenko nói rằng ít nhất 21 người ở Mariupol đã thiệt mạng, xác người rải rác trên phố, trong khi quân đội Ukraine đang nỗ lực ngăn cản đà tiến của Nga. Bộ Quốc phòng Nga ngày 15 tháng 4 tuyên bố các lực lượng đã kiểm soát hoàn toàn nhà máy luyện gang thép Ilyiv ở Mariupol. Tuy nhiên, Nga vẫn chưa chiếm được nhà máy thép Azovstal, một trong những nhà máy luyện kim lớn nhất châu Âu. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh tại Washington, tiểu đoàn Azov, một trong những đơn vị quân sự thiện nghệ và gây ra tranh cãi nhất Ukraine, đã bảo vệ nhà máy thép rộng lớn ở phía đông thành phố trước nhiều đợt tấn công trong tuần này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã bày tỏ lo ngại Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ trong trường hợp chiến dịch quân sự của họ bị chùn bước. Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau khi Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ William Burns lo ngại Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân, chiến thuật hoặc vũ khí hạt nhân có sức công phá thấp ở Ukraine, dù chưa có bằng chứng củng cố mối lo ngại này. Vũ khí hạt nhân chiến thuật và vũ khí hạt nhân có sức công phá thấp được thiết kế để sử dụng trong chiến trường. Một số chuyên gia ước tính Nga sở hữu khoảng 2.000 vũ khí loại này, có thể chuyển giao cho các lực lượng không quân, hải quân và lục quân. Thế giới cần phải chuẩn bị sẵn sàng nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Tất nhiên trước đó chúng ta vẫn phải đàm phán và đưa ra các biện pháp siết chặt về kinh tế để họ không có suy nghĩ gì về hành động này. Tuy nhiên, chúng ta không thể hoàn toàn tin tưởng Nga. Tổng thống Nga Putin từ tháng 2 đã yêu cầu lực lượng răn đe chiến lược, trong đó có những đơn vị mang vũ khí hạt nhân, cảnh giác cao độ và chuyển sang trạng thái báo động, sẵn sàng nhận lệnh chiến đấu. Tuy nhiên, giới chức Anh và Mỹ không phát hiện thay đổi đáng kể nào trong lực lượng hạt nhân Nga sau lệnh báo động của ông Putin. Người phát ngôn Điện Kremlin cuối tháng trước cho biết Nga chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp xuất hiện mối đe dọa tới sự tồn tại của đất nước. Trong một cuộc phỏng vấn với đài CNN của Mỹ, Tổng thống Ukraine khẳng định nước này sẽ không chỉ vì để chấm dứt chiến tranh với Nga mà từ bỏ lãnh thổ ở miền Đông. Đài CNN dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng quân đội Ukraine đã chuẩn bị để đánh lại quân đội Nga ở vùng Donbass và khẳng định trận chiến này có thể ảnh hưởng tới tiến trình toàn bộ của chiến tranh. Trả lời phỏng vấn ngay tại văn phòng Tổng thống ở Kiev vào ngày 15 tháng 4, Tổng thống Zelensky bày tỏ ông không tin tưởng vào quân đội Nga và giới lãnh đạo Nga. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, nếu Nga chiếm được Donbass thì không có gì đảm bảo quân đội Nga sẽ lại không tiến tiếp về Kiev. Trong khi đó, quân đội Nga đã tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine được gần tròn 2 tháng. Gần đây, Nga rút quân khỏi khu vực phía Bắc Kiev để tập trung vào chiến sự ở vùng Donbass. Tổng thống Putin và ban lãnh đạo Nga đã liên tục khẳng định họ sẽ không khoan nhượng trong việc bảo vệ bán đảo Crimea được Nga sáp nhập vào năm 2014 và bảo vệ người Nga ở vùng Donbass nằm ở miền đông Ukraine đang đấu tranh vũ trang để ly khai khỏi Ukraine. Nga cũng đã công nhận nền độc lập của hai nước Cộng hòa tự xưng ly khai ở vùng Donbass vào cuối tháng 2 năm 2022. Cho tới nay, chủ quyền đối với Crimea và sự ủng hộ dành cho Donbass là những vấn đề mà Nga không tỏ ra bất cứ dấu hiệu thỏa hiệp nào trong các cuộc đàm phán với Ukraine cũng như trong các tuyên bố công khai của họ. Trước đó, Nga khẳng định Ukraine đã có kế hoạch tái chiếm Donbass, còn phía Ukraine bác bỏ điều này.